Hi. Xin chào buổi chiều tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đang có mặt ở một nơi không gian thật là rộng mênh mông bát ngát. Xa tít bên này là cái vườn hồ trồng ở đây gọi là khoai mì. Ở ngoài Bắc cùng nhà gọi là trồng cua sắn mọi người nhé. Đây là khu vực đất Sân Gôn, xứ Mỹ, ở tỉnh Bình Dương. Mình đi xuống đây coi. Chạy thật nhanh. Ở đây có cá nhiều này. Chỗ này mà thả lưới bắt cá, làm nướng cá là tuyệt vời luôn. Đây. Nãy mình thấy cá chạy cái khúc dưới nhiều lắm. Lúc nãy mình cũng vừa đi cho cá ăn rồi đó. Rất là hết cho. Thấy cái khúc này. Ở dưới cá chạy quá trời luôn. Tít xuống dưới kia, nhiều cá đấy. Còn bên này nữa. Bên này là có một người đẹp đang đang hái măng nha. Hello, chào cả nhà. Đang làm thịt con măng. Nhỏ lắm, người ta đi hái hết rồi. Chắc cái này cũng đủ no cho bữa tối này đấy. À, cái măng này. Măng này măng tre nhá. Đi vào sau tần ký trong này mình lấy măng nhé. Kim trong gốc cái này ở quê người Thái gọi là cái chướng na nhá. Cái này cái chướng na tức là cái cây làm cái cánh mũi tên để mà bắn giặc, bắn Mỹ ngày xưa đó, bắn gì cũng được. Đây mọi người này, cái cây này này theo các nhà khoa học đó, nó nghiên cứu thì là ở dưới này nếu mà cái cây này mọc nhiều là ở dưới này sẽ có rất là nhiều kim cương nha mọi người nha. Đấy, các bạn không tin thì các bạn vào Google, các bạn sẽ các bạn tìm cái cây này coi. Cây này nghe bảo là nó mọc càng nhiều là kim cương, nó càng nhiều kim cương to luôn. Xói mòn hết này. Tốc này xói mòn. Lăn trong đây là thôi đó. Không có đường lên luôn. Ăn không sao nhưng mà nó không ngon gì. Ở đây có cây cần tử nhá. Thế mình đi xem cây cần tử nó như thế nào. Nó khác ở quê mình đó. Cái này cây cần tử hả? Phải không? Phải. Ủa? Khác nhỉ? Nó có lồng. Nó không giống như quê mình. Cây cần tử của mình cái lá nó xanh hơn mà. Đây. Cây cần tử nha. Cái này là cây cần tử. Cây cần tử miền Nam. Con nhìn mà xuống thước mặt này là chắc tối có thịt ăn rồi. Cái này là cây bắt cá hả? Xương cá. À xương cá. Cây này là chắc là cây có con gì ở đây này. Đây. Con này con bảy màu của con gì đấy, đẹp lắm. Có cây nguồn không? Cái này quen quen nhỉ. Cái này có phải là cây cây bấu. Cây bấu là cây mến hay là nhọn mến? Cây bấu thôi. Xin bấu ha. À. Bấu vậy chứ nặng lắm. Mình đi theo anh chàng coi. Đây nó bắt được cái gì đây? Con bánh bấu. Con bánh xiềng. Bánh xiềng. Đây.
Con này gọi là con bánh xiềng nhá. Côn trùng nhá, con trùng bánh xiềng. Con này ăn ngon đấy. Cây này cây thuốc đấy. Cây nào? À cây này cây thuốc à? Thuốc gì đấy? Cây này. Thuốc này. Thuốc gì đại tàng gì đó. À đại tàng hả? Mình không biết đâu. Mình chỉ biết cây này là cây ăn được hả? Ăn thử miếng coi. Coi. Sao mà nó không giống quê. Nó không giống quê mình nhá. Thế thôi đừng có ăn. Thôi thôi tí nữa lại khiêng về á. Cái này là cái tán kiêng đấy. Chà, cái con này. Ê chà, mày ơi là mày, mày đi đâu rồi? Thôi tao thả mày đi đi. Cho mày đi tao bắt mày nữa. À, đây cái càng phá đây. Cái xương cá. Đây ở đây con nhỏ ơi, con này bay này. Đó đó mọi người thấy không? Đó ấy, cha nhiều đấy. Đấy cây này có trái này. Đó này. Bé vừa đi cắp cánh này vào. Quả này giống như quả má nòi nhỉ? Phải không? Hả? Không giống. Không giống hả? Quả chó nhỏ. Hả? Ăn kiêng nhưng mà hồn con không có ăn đâu. Lâu nhiều quá, mèo cái quả chó nhỏ. Phải không? Và quả bông má nòi đó hay là cái quả gì đây? Ở quê mình hay nói gọi là quả gì nhỉ? Đây là gai cà mà. Nhưng mà ở quê á. Quê đó. Quê gọi là bông má nòi hả? Là cái gì? Cây cỏ nám. Cây cỏ nám, cây gai cà đó. Gai cà. Ở quê hình như ngày xưa được mình ăn cái quả kia mà nó to bằng cái ngón tay này này. Quả má nòi đó. Mình ăn thử xem nha. Ăn được mà. Ăn chết đấy, trời lông. Lông sao đâu, cây này ăn được mà. Thuốc quý đấy. Cây này cái thuốc. Cái này mới tính hả? Tính nhau này. Không, này con quả trống với quả mái. cái này đây, cái này về làm chiếc na này. Bánh nỏ á, làm cái cánh nỏ. Cái chiếng na chứ. Gọi là cái chiếng na mà. Hả? À. Cái pin hả? Cái này gọi cái pin nhá. Cái pin đấy. Quê gọi cái pin. À, môn đây này mình đây môn nào cũng ăn được nhưng mà nghe bảo là cái môn này là môn ngọn mọi người nhá. Môn ngọn là ở trên này nó có một cái chấm đen này. Đây này. Cái cây của nó này, thấy không mọi người thấy không? Nó trắng trắng như vậy này. Còn cái môn ngứa. Cái cây của nó cũng nhìn chấm đen đúng không? Chấm đen nhưng mà cứng lắm. Ừ. Cây này mang về nấu canh được này. Cái này ngọt đó. Cây này ngọt đấy. Ủa mà cái cây này. Cây này giống như là cái cây cõi lằn đấy nhỉ? Phải không? Còn cõi lằn á? Không à? Ngày xưa mình ăn quả nó ngon lắm. Mà ăn nhiều là thôi luôn á. Đây quả đây này. Đâu? Quả này là quả giả sung à? Quả nào? Quả sung đó. Quả Coloman. À, quả này ăn được. Đấy, mình ăn đi. Quay cho tớ một tí coi. Đây, quay xa ra một tí coi. Coloman nha, quả Coloman. Mọi người nhá. Quả này là ăn được cho mọi người nhá. Đây mình ăn cho mọi người xem. Mình thấy một quả chín ở đây này, nhưng mà không chín mình cũng ăn. Đây.
Quả này đảm bảo là không chết đâu. Quả này mình hay ăn lắm, ngày xưa nhỏ mình hay ăn lắm. Mình còn nhớ nhưng mà... Quả đó ăn đi. Quả đó, quả nhỏ mà. Ngon lắm. Ngon mọi người ạ. Ai ăn thì kêu mình nhá, mình ship với nhá. Quả Coloman hả? Coloman. Quả sung mà. Cái này cái dạng hộp sung á, ăn được. Già sung. Nhưng mà tiếng Thái của mình là Coloman. À biết rồi, nhưng mà cây này là mình ăn ngon lắm. Cái này chấm muối là ngon tuyệt vời luôn. Cái lá này mà hái cho trâu, trâu ăn nhiều lắm. Đúng không? Trâu ăn được, người cũng ăn được. Ừ, lá này trâu ăn này. Còn quà là người ăn. Ăn được mọi người ạ. Ok. Hey. Quay cận cảnh cho mọi người xem cái trái của nó nhiều lắm. Đây. Cây này nhiều trái lắm. Coloman thì nghe cái tên quen quen. Coloman là hình như là cái ông già đầu trọc. Ông già già đầu trọc mà làm cái gì nhỉ? Làm cái gì mình không nhớ nữa, hình như là Thách Thức Thanh Hải hay sao, phải không? Phải đâu, ông này hay đi quay đó. Ông này cũng có kênh vlog á. Ông này đi làm kiếm tiền. Ừ. Còn gì nữa không? Cây là cây tá be, bắt gì? À, mắt dê đấy. Ở quê ở cây mắt dê. Mà trời sắp mưa đấy. Nói làm nhảm lý nhí thì trời sắp mưa rồi. Tí thì mưa là hết được việc. Có con chim đang bay trên một tuổi. Thôi đi về hả? Đây. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Chào mình nha. Đi về đây. Chào nha. Hẹn gặp lại clip tiếp theo. Hôm sau sẽ dẫn mọi người tới đây làm ẩm thực. Ở đây làm ẩm thực là mình xuống cái chỗ mình chỉ cho mọi người đó, ở dưới kia có một cái con suối nhỏ đó, cá rô phi nhiều lắm. Nhiều cực kỳ luôn. Nướng này, chiên này, quay này, cái gì cũng được, xiên que cũng được. Rồi nhá, chào tất cả mọi người nha, mình đi về đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người, nhớ đăng ký ủng hộ và theo dõi kênh của mình nha.